Chào cô chú anh chị nha. Em mới cái xịt sơ thử một con Etro Green GC36 VIP. Quá VIP luôn. VIP đó. Em đây là mới xịt sơ thôi nha. Em chưa mở ốc ác đâu gì ra đâu. Chưa có xịt bên trong đâu. Xịt sơ thôi nha mọi người. Đó, tinh tinh luôn, như mới luôn. Như mới luôn nha mọi người. Cái cần cái này là cái giặt e này, kéo e này thì em tháo cái con máy khác em gắn vô cho nha, để cho nó đầy đủ cái này này, giặt e nó gãy thì loại này có nhiều em tháo em gắn nha, đó rất là đẹp nha, lục máy vít làm xích chung nha, làm kia vít làm nhông nha, làm này chắc còn 4,5 tấc đẹp lắm mọi người ơi. Ốc cắt lên thì mới bị xịt sơ rồi chưa có chà hả qua đây. Con này thì em bao hơi nha, máy bao hơi đủ đồ bao hơi đủ đồ nha, tuyệt vời luôn mọi người, để đấy trên phòng. Con này 1,9 triệu nha mọi người nha. Đó. Còn cô chú anh chị nào muốn dọn con này lên thì nó 2,5 triệu nha. Dọn lên về thì được dùng á thì 2,5 triệu. Con này là bán 1,9 triệu là bán như giá của anh em thợ nhập vào để về kiếm lời, Cô chú anh chị nào cần thì báo em nha. 1,9 triệu nha, không bao ship, chưa dọn nha. Bao hơi. Đủ đồ.